Hàng loạt biến thể phụ xuất hiện tại Việt Nam khiến ca Covid-19 tăng. Bộ Y tế chỉ đạo khẩn. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Bộ Y tế nhận định hiện tình hình dịch Covid-19 đang có chiều hướng gia tăng số ca mắc trên thế giới và Việt Nam. Tại Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện với các biến thể phụ mới của biến thể Omicron BA.4, BA.5, BA.2.75, BA.2.12.1. Với khả năng lây nhanh, nhất là thời gian vừa qua, cả nước ghi nhận trung bình khoảng 2.000 ca mắc mới mỗi ngày. Số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại. Ngoài ra, một số địa phương thông báo bổ sung số ca mắc với số lượng lớn dẫn đến không phản ánh đúng tình hình dịch, khó khăn trong việc nhận định dự báo, đánh giá tình hình dịch. Vì vậy, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo thường xuyên rà soát số liệu và báo cáo kịp thời, không để tình trạng báo cáo bổ sung số ca mắc với số lượng lớn dẫn đến không phản ánh đúng tình hình dịch, khó khăn trong việc nhận định, dự báo, đánh giá. Tiếp tục thực hiện khai báo lấy mã số bệnh nhân trên hệ thống cấp mã số tự động của Bộ Y tế ngay sau khi có kết quả xét nghiệm phát hiện trường hợp mắc COVID-19. Văn bản khẩn của Bộ cũng nhấn mạnh chỉ đạo theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch, tăng cường giám sát phát hiện sớm, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, hạn chế các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong. Bộ Y tế cũng chỉ đạo các sở tuân thủ chế độ thông tin báo cáo và khai báo đầy đủ các trường hợp mắc COVID-19, bệnh truyền nhiễm nhóm A, ngay sau khi có chẩn đoán đảm bảo trong vòng 24 giờ theo quy định về Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng. Mới đây, Sở Y tế Hải Phòng và tỉnh Thái Nguyên đăng ký bổ sung hơn 550.000 ca mắc COVID-19 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát bổ sung thông tin. Hải Phòng đăng ký bổ sung 402.830 ca, Thái Nguyên đăng ký bổ sung 152.485 ca. Việc bổ sung muộn, Bộ Y tế cho rằng gây khó khăn cho việc nhận định dự báo, đánh giá tình hình dịch. Cũng theo thông tin từ Bộ, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.367.479 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca mắc trong 7 ngày gần đây trên cả nước bình quân 2.000 ca trên ngày. Trung bình số tử vong ghi nhận 7 ngày qua là 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.098 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.